Đây cô ta nhích tên rồi không? Khó rồi. Sản phẩm này bảo hành bà con 2 năm nha. Đây là cái sập. Đẹp nha con. Sản xuất ở Thái Lan nha, với chất lượng là của Nhật Bản á, công nghệ Nhật Bản á, thấy không? Có nghĩa là cô ta hợp tác giữa Thái Lan và Nhật Bản đó, rồi sản xuất tại Nhật Bản nè, theo chất lượng Nhật Bản nè, sản xuất Thái Lan theo tiêu chuẩn bản quyền của Nhật. Nghĩa là hợp tác giữa Nhật và Thái Lan. Đây là bà con nên xài phụ tùng chính hãng của ta rồi con. Nhớ bạc xem ý tông phụ tùng linh kiện mới đúng của ta Thái Lan nha. Có máy kéo chào chanh Thái Lan luôn nha. Nói chung cái này là theo tiêu chuẩn bản quyền của Nhật hết đó bà con. Nó là hợp tác giữa Nhật và Thái Lan đó. Nè, theo tiêu chuẩn bản quyền của Nhật nha. Bền hay không do nhớt phụ tùng và chính hãng là xe bền.